Dạ con nhớ chị. Cảm ơn ông bà cô chú đã đỡ. Cô gái ngoan quá. Cũng mong là những video clip anh em đưa lên đây á, cha của cháu nhìn thấy được những gì, những lời gì của con mình nói. Dù là anh bây giờ anh không có điều kiện để ở gần mà lo cho hai mẹ con, thì anh cũng phải đến để cho cháu biết mặt mình một lần. Dù sao con anh cũng lớn rồi, đến một lần nữa, nói chung là bé khao khát được gặp cha ở ngoài dù là một lần. Cuộn ngải đen, một dược liệu vô cùng quý, vô cùng hiệu quả hiện nay, có tác dụng cực kỳ tốt cho hỗ trợ và phòng ngừa các bệnh về khối u, đặc biệt là hỗ trợ ức chế các tế bào ung thư, điều hòa các chức năng của gan, thận và tim, hỗ trợ bệnh tiểu đường, bao tử và đau nhức xương khớp, tê bì chân tay. Hiện tích bảo được làm 100% từ củ ngải đen tự nhiên, đảm bảo chất lượng, an toàn sử dụng. Hãy lấy lại sức khỏe của mình và gọi ngay cho Đăng nhé. Chào cô. Chào cô. Bữa nay cô có đi bán vé số không cô? Có đi cô mới về. Dạ. Bữa nay cô bán được nhiêu tờ vé số? Bữa nay thứ bảy đưa tới 200. 200 lần hả? Thường ngày là nếu mà ngày thường không ngày có 120. Bữa nay thứ bảy nó ép phụ nhiều vậy. Dạ. Thì bữa nay thứ bảy là bán nhiều hơn. Thứ bảy 4 rài. Dạ. Những cô lấy ít thì qua mấy sau nó không cắt nữa rồi, cũng sợ không có lấy lại bán. Tới đầu tới chạy. Một ngày đi bán như cô loại bao nhiêu cây số cho cô? Cô đi xa lắm, đi chừng nào hết thôi á. Đi hết rồi đi về đi không nổi luôn á. Dạ. Em mộng ngã cái đầu ra bên đó quá, có sao không vậy cô? Có đụng gì không vậy? Không. Kìa con thấy ngã ra kìa. Không. Dạ. Đúng nhiều quá. Bé sáng giờ ở nhà làm gì phụ mẹ con? Dạ con đút mẹ. Đút mẹ ăn sáng ra hả con? Dạ. Sáng cho mẹ ăn sáng như gì? Dạ ăn bánh mì. Ăn bánh mì. Dạ. Bây giờ có bé cô đi đâu cũng nhà bé cũng lớn rồi cũng phụ cho mẹ ăn này kia cũng được hả cô? Là lấy nước thì dạ. Ăn gì nói lấy. Dạ. Vì hồi lần nó không biết á, cái cô mới nói vậy nè. Cô nói nó miễn mày đói cái gì mày nói nó lấy cho ăn. Cái nó quả không chạy à. Nó vậy nó nghe sợ mẹ nó biểu cái nó chạy à. Dạ. Mẹ nó biểu nó chạy liền à. Con tên gì, con gái con tên gì con nói lớn lên cho bà của chú nghe con. Con tên Diễm Trinh. Diễm Trinh mấy tuổi rồi? Dạ 11 tuổi. Diễm Trinh học lớp mấy con? Dạ lớp 6. Lớp 6, con học giỏi không? Dạ khá. Dạ khá. Cô, gia đình của mình ở đây khó khăn như vậy rồi là cái tiền học phí của Trinh thì sao cô? Tiền học phí thì cô không có đóng tiền học phí. Dạ. À, cái đó là cô cho miễn tiền học phí. Có nghĩa là nhà trường đó là miễn cái tiền học phí cho cho cháu của cô, con của Mộng đó ha. Bị thấy con của Mộng vậy. Rồi như vậy là em như vậy phạt đồ con. Chắc có lẽ là em có được tiền trợ cấp hàng tháng không cô? Có được trợ cấp hàng tháng. Như là cái tiền mình chất độc da cam đó phải không cô? Nó không phải chất độc da cam mà bị bại não là bị thiết tập cái chứ không có đợi không có được chất độc da hồi, cam. Hồi cô sanh em ra là lúc đó em bị gì tật liền không, nghe là sanh ra là thấy yếu xìu yếu hoặc. Dạ. Từ từ thấy yếu luôn vậy nè, từ từ tới 7-8 tuổi mới ngồi được, rồi ngồi vuông ra chưa được nữa, nó tới vậy được. Dạ. Cực dữ lắm luôn tới vậy á. Vậy là từ đã từ bị từ trong bụng mẹ rồi. À, yếu ở trong sao ra là yếu xìu. Dạ. Hôm ta thì mới sáng lên biết làm như đồ của nó không gì cho ẩm ngửa cứ cái đầu làm như không có cổ vậy. Dạ. Nó quặt vậy đó. Ai cũng nói không có xương cổ không à. Vậy đó. Mà ai về đâu có mà tại nó yếu. Dạ. Mộng năm nay là bao nhiêu tuổi rồi cô? Nay 33 tuổi rồi. 33 tuổi. Thì cái sự việc xảy ra là cũng cách đây cũng mười mấy năm hả cô? À, chắc cỡ mười, nay bé này 11 tuổi nè. Dạ. 11 tuổi thì cũng 12, 13 năm rồi. Dạ 12 năm đi. Dạ 12 năm. 12 năm. Cũng như ngọn xanh, xanh 3 tháng là bà cháu mẹ con để đi bán rồi đó. Dạ. 3 tháng, mới 3 tháng để lên đây nằm trên đây đi bán. Cột lại nằm đây
đẩy xe lăn về đi bán. Dạ. Đi bán, đi cùng luôn á, đi hết mấy thâu mới về. Mộng mà muốn nói chuyện gì với cô chắc mỗi lần nói khó khăn lắm hả cô? Nói khó lắm. Ví dụ như mà nếu mà nó bình thường thì nó nói còn được được chút. Nếu mà ai mà làm gì nó giận quá là nói không được. Nói không được. Giận là nói tức không được. Tức quá nói không được. Dạ. Tức quá là nhào dạ thì nói không được. Mộng ơi, giờ nghe mấy anh nè. Sao bữa nay mấy anh vô giờ chung trách không chị? Phải không? Giờ thì mấy anh ai? Phải không? Phải không? Nói mấy anh nghe coi. Con nói. Trời ơi, tội nghiệp không? Rồi sáng ăn bánh mì ngon không? Tội nghiệp lắm của chú anh chị. Ngon. Mỗi lần nói gì đó của chú anh chị. Nhưng mà mặc dù em khó nói gì nhưng mình cũng phải tập để cho kêu hỏi em này kia cho em nói cô. Có vậy, cô cũng kêu ai ấy gì cái muốn hỏi. Dạ dạ, để cho em nói. Dạ. Tập nói. Tập nói. Mình ví dụ mình hỏi em trả lời thường thì nó cũng đỡ hơn. Chứ nhiều khi mình thấy em khó nói cái mình không hỏi tới luôn rồi mọi người nói. Ở nhà cũng hỏi xong rồi nói. Dạ. Bác nó nói gì. Nó nói cảm ơn nhiều khi người ta gấp họ ra đi, nó cảm ơn người ta đi mất tiền. Dạ. Cảm được cái ơn. Cảm được cái ơn người ta đi mất tiền rồi phải không? Phải không cưng? Cười. Đó, cái tánh nó vui đó. Đó, vậy dạ. Cho nên vui đó. Vui, tánh nó vui. Dạ, dạ cô ơi, cho con xin hỏi cô là có thời gian nào mà em Mộng có thể nhắc về người chồng của mình không cô? Có nào nhắc thì cô mới không? Đầu thì mới đầu thì buồn nha, buồn cái cô mới nói là thôi đi đó, cô cũng phiền lắm mà cô sợ nó buồn quá đi để sanh bệnh thì cô mới nói vậy nè, cô nói thôi bây giờ đàn ông mà giờ ta đi ra ta có người khác, còn mình ở đây không, mình ngu dại gì mà mình cứ mình nhớ người ta hoài. Thì cô nói vậy đó, thì từ cái nó bỏ luôn, bây giờ điện thoại nó cũng bỏ luôn, không gỡ chìm bỏ luôn. Dạ. Dạ. Còn cháu Trinh đó cô, cháu Trinh có thời gian nào mà nhắc với cô mà muốn biết ba mình được không cô? Đó thì nói ba nó chịu thôi chứ nói ai ngoài ra ai nó không chịu. Dạ. Có khi nào mà cháu có tâm sự với cô muốn cô phải tìm ba thì cho cháu được không cô? Nói thôi để đi qua bển thì kiếm mày mà không biết nhà nên nói thôi để lớn, nó để lớn. Dạ. Dạ. Rồi Trinh à, như vậy con có muốn bây giờ có mấy chú ở đây đông nè, con có muốn là mấy chú chở con đi tìm cha của con không? Dạ muốn hả? Mấy bà cháu đừng nước mắt cô chú chị á. Nói chung thì tại vì dù sao thì bé cũng 11-12 tuổi rồi, đi học thì trang lứa bạn bè cũng có ba có mẹ đưa đón, còn cháu thui thủi một mình nhìn nữa rất là thương luôn của chú anh chị. Sao mà nói chuyện với chú nghe sao khóc rồi con hả? Nói đi ra thì ai cũng có người chở đưa rước, còn ngoại dẫn đi bộ, ngoại biết thì dẫn đi bộ biết cái thôi, hỏi chứ con nổi không, ngoại cổng cho nó không, không con không nổi, con đi được là con đi được. Thấy con một chỗ mệt á. Dạ. Cháu nó cũng hiểu được hả cô, cũng hiểu được mới trả lời với cô vậy. Nói vậy. Cái sự thật thì nhiều khi những đứa bạn trang lứa đó đi thấy cha mẹ đồ đưa rước rồi thì cháu cũng có nỗi lòng, mà tại cũng vì thương cô cháu cũng hiểu được rồi, cũng như là trả lời để cho cô đừng có buồn á. Mới ba lớp mà xe đạp đó, xe nãy cái gì mà nó đồ chở, nó ngoại đi mỗi giờ để con chở cho, rồi cô thấy không cho, cô nói hồi còn nhỏ chở không được đâu, được mà lên con chở cho, cái hậu chở nặng không, được, mà cô không cho chở, mà nó đồ chở, không phải xe điện cầm mới chở được, xe này đạp không nổi đâu, để em thẳng hả? Chính có lần nào chú Hậu Giang hỏi là có lần nào mà con điện cho cha nói chuyện được lần nào với cha không? Dạ không. Gì đó hả? Dạ. Rồi từ nhỏ tới lớn là con biết cha, là con biết qua đâu?
biết qua ảnh thôi chứ con gặp cha ngoài đời thường phải không? Không có gặp ở ngoài phải không? Dạ. Ví dụ như bây giờ mà cha con mà có bất ngờ đến đây thăm con thì cái câu đầu tiên con gặp cha con sẽ nói sao con? Con sẽ nói sao với cha? Dạ, con nhớ cha. Đau lòng quá cô chú chị. Một câu nói của cháu trả lời thì câu trả lời vô tình thôi, nhưng mà đã anh em ở đây rất là rơi những giọt nước mắt. Cháu còn nhỏ mà cháu đã có một cái câu rất là cảm động luôn cô chú chị. Thiếu đi cái tình thương của cha từ khi con nhỏ. Còn nếu như cha con về rồi, con có muốn giữ cha ở lại với con không? Thương nghiệp quá cô chú anh chị ơi. Đau lòng quá. Cũng mong là cái video clip anh em đưa lên đây á, cha của cháu nhìn thấy được những gì, những lời gì của con mình nói. Dù là anh bây giờ anh không có điều kiện để ở gần mà lo cho hai mẹ con thì anh cũng phải đến để cho cháu biết mặt mình một lần. Dù sao con anh cũng lớn rồi thì đến một lần á, nói chung là bé khao khát được gặp cha ở ngoài dù là một lần. Mặc sao khóc vậy? Gặp lần để cho nó vui thôi, nó sẽ còn nó nhớ cha. Dạ, không khóc quá. Không khóc hết con. Sao khóc rồi Mộng? Sao khóc rồi? Thấy con nó, thấy con nó nhớ cha quá. Sao khóc rồi cưng? Hôm nay thì cái video clip đầu tiên thì anh em chia sẻ thì Mộng cũng chưa có cảm xúc nhiều của chú chị. Video clip hôm nay anh em đến để thăm lại thì thấy Mộng rất là tội của chú chị. Khóc rồi. Thôi đi cưng. Đến đây cưng. Quá đau lòng. Cảnh này mà nếu mà ba của cháu Trinh mà có nhìn thấy được thì không biết là trong lòng mình nghĩ như thế nào. Khi mà nhìn thấy cảnh hai mẹ con sống trong cuộc sống với người bà lớn tuổi, cuộc sống rất là khó khăn. Quá đau lòng. Hằng ngày thì cái thu nhập chính của gia đình bà và bà nội của Trinh nó có thu nhập bằng một trời số bà ngoại trang trải cuộc sống hàng ngày trong gia đình. Cô hôm qua cô nói cô mấy mươi tuổi, con quên rồi cô. Còn 67 tuổi rồi. 67 tuổi. Đã bươi chạy cuộc sống để bán từng tờ giấy số mà bây để giờ, lo cho hai mẹ con. Bây giờ Trinh còn nhỏ quá thì phải cho cái việc học hành đến nơi đến chốn rồi. Thì cô nhà cô lớn tuổi thêm nữa. Rồi sau này sẽ như thế nào để gia đình của mình đắp ở đây ở đậu đó cô chú anh chị. Cái nhà này là được Mạnh Thường Quân là cho con, chứ còn đất là ở đậu ở đây, đậu của bà con, đậu là ở đậu đất của ai vậy cô? Đậu đất của ông ở đây nè, em ở đây đất ở trên Bình Phước đó, ta đi làm ăn ở trên Bình Phước thì đất ở đây sạch không? Dạ. Còn anh em cha thì ở đây. Dạ. Vậy như vậy thì mình ở đây là có giới hạn không cô? Giới hạn thời gian không? Làm giấy hợp đồng 5 năm. Dạ. Là cái đợt hợp đồng này là bao nhiêu năm rồi cô? 5 năm, 5 năm rồi. Mình ở được bao năm rồi? Ở đây là 3 năm. 3 năm. 3 năm. 2 năm tới nữa rồi. Ở đầu luôn mà mình vẫn làm hợp đồng ha cô ha. Dạ. Dạ. Mẹ con đói bụng chưa? Con vô bới cơm cho mẹ con ăn đi con. Chưa lắm rồi đó con gái. Dạ. Chín cơm chưa con? Hôm nay cho mẹ ăn cơm với gì? Nói cho mấy chú nghe coi. Dạ, ăn cơm với gà với tép. Với gà với tép hả? Rồi con vô con bới đút cho mẹ ăn đi con. Chút xíu nữa thì anh em Hậu Giang thì đại diện Quý Mạnh Thường Quân gửi cho gia đình thêm ít tiền nữa cô chú anh chị. Đấy, em Mộng ơi, đâu rồi, nói chuyện với mấy anh nè. À, bây giờ không có buồn nữa nghe. Đói bụng chưa? Thấy con nó khóc rồi, nó khóc. Dạ.
đừng con đừng bằng cái chân không à, nghe qua nghe cô chia sẻ cô chú anh chị từ trên mặt xuống nựng chân không dạ ngủ nằm ôm rờ tùm lum mà chân không dạ bị hai cái tay bị quéo lại rồi đâu có nựng con được đâu cô chú anh chị. Nói chung qua câu chuyện này thì em Mộng đã bị tật bẩm sinh như vậy rồi, thật ra những cái lời nói rất là khó khăn của chú chị. Nếu mà sự thật mà em còn chia sẻ được cái câu chuyện này thì có thể là còn rất là nhiều cái cảm xúc trong cái câu chuyện này. Người đàn ông đó là lúc mà cô đi bán vé số nhà trước nhà là không có gạo có gì hết đó, thì vô là làm việc đó rồi bắt đầu là cao chạy xa bay luôn đó. Để lại là bây giờ là một đứa con gái như vậy đó. Tại vì em cũng đâu có la được đâu có nói chuyện được đâu mà la được của chú chị. Gấp quá, tức giận quá rồi, cho nên là giải không rồi chứ không có la. Dạ. Thôi dùng cái gì hết á. Bây giờ bình thường nói còn khó nữa, người bị ức một cái gì đó. Ức là hết nói được. Dạ. Ông ơi, đói bụng chưa? Đói chưa? Con gái đói hả? Đói hả? Rồi con vậy hả, vậy cô ngồi xích vô đây đi, cô cho cháu ngồi chỗ cặp con đó đặt đứt cho con ngồi xích đây đi cô, con vô trong đó con ngồi đi con đứt cho mẹ ăn đi con, mẹ ăn đi con ngồi xích vô con mẹ đi tép hả con tép đi ra môn ở đi Dũng. Hôm nay mấy anh ở lại ăn cơm luôn nghe Mộng, có mời mấy anh không hả? À? Có không? Có phải không? Có. Ồ, rồi có gì hôm nay mấy anh ở lại ăn cơm luôn nghe. Rồi đút cho mẹ ăn đi con. Mỗi lần ăn uống rất là khó khăn của chú anh chị. Gì đó. Nóng không con? Con coi con hỏi có nóng không nghe. Nóng không con? Cô nghĩ là gia đình mình đã khó khăn như thế này, cô lo cái bữa cơm thì còn khó nữa. Con nghĩ chắc cái nhà cũng ít rồi, mua bánh, mua này nọ để cho cô với hai mẹ con có Mộng ăn đó cô. À, ít có mua gì đó. Dạ. Yeah. Cô ơi, thì nãy con thấy cô là như dạng là cô là trụ cột chính trong gia đình luôn. Cô có khi nào mà cô suy nghĩ là như dạng sau này cô có trăm tuổi già rồi, ai lo lắng cho Mộng với Trinh không? Bây giờ cô mới lo nè. Giờ cô đầu cô lo chưa có nhà cho nó ở, hai mẹ con nó vợ gì của nhà nhà của nó, hai mẹ con nó ở chứ ở vợ với anh em gì cũng khó. Dạ. Với lại nó vậy nữa đâu có ai mà chịu được như cô. Dạ. Có nhiều người biết đâu, ví dụ em dâu ít có người được tốt lắm đó. Còn chị em rể dễ từ từ để con mẹ sạc cái gì đó con. Nó nghe thì đâu có ai bằng mẹ của mình đâu. Dạ. Em mỗi lần ăn em phải ngã gì mới nuốt vô được hả cô? Vì hồi đó yếu dạ. Cô cũng không biết cái cô cứ để ngửa gì đút ăn à. Dạ. Bồng để ngửa gì đút ăn. Rồi bây giờ cái gì quen ngửa vậy. Nghiệp của trời. Đúng đúng chợ rớt. Đúng đúng chợ rớt. Một ngày cô mua đồ ăn trong nhà vậy là ngày cô mua mấy chục ngàn cô. Hai buổi ăn nè. Cô mua 20 ngàn Tết. Ăn ngày 20 ngàn Tết. Hay là cá chiên gì đó thì mua con thì chiên ngày sáng cái đầu thì cái đuôi. Trời ơi. Nhưng qua dạ. Qua mẹ sắp đó con. Kia thì con lấy nước cho mẹ uống đi. Sáng rồi qua lại chiên cái đuôi. Cái đó cũng mua con cá biển thì chiên thêm con cá biển. Là 20 ngàn chứ cũng không có nhiều hơn nữa. Bị cô bán với số nếu mà cô bán á. Không dám mua, bán có 120 mà thí dụ như miễn mà mình mua nhiều á thì ta mua triệu thiếu một tờ hay tờ nhiều người thiếu vậy là chiều không có tiền đưa cho dạ. người ta không lấy đưa thì số mình không lấy được hả cô? Đó, vậy là bây giờ khó vậy dạ. Không có tiền là ta không có đưa số dạ. Không dám mua. À, giờ thí dụ người ta mua triệu một tờ hay tờ không lẽ là mình dạ. Nói sao giờ nhưng mà không bán thì dạ. Mất mối nữa dạ, khổ. Ở gần đây thí dụ như lấy một tờ mời trả nha. Mời nhiều khi mời không trả nữa thì cũng chịu thôi chứ đâu có đầu đâu. Rồi như vậy là bé con của
Em đi học gì là có chắc cũng đâu có tiền gì hả cô? Đâu có dám, lâu lâu vậy nó thèm gì, nó xin 5 ngàn. Cái hôm 5 ngàn hỏi mua gì, cái nó nói mua bịch bánh, nó bịch bánh 6 ngàn. Cho 6 ngàn. Nghe mà thương quá trời của biểu chú đi á, à, thôi giờ ngoại không có tiền con lại, con nói với bà bán chịu con bệnh gì không mua. Trời giúp cho mẹ con. Chúng cháu thì cũng biết thân, biết phận á, cô chú chị. Hoàn cảnh gia đình khó khăn hả anh Hải? Thành ra là cháu cũng không để mà nặng gánh nặng cho bà ngoại quá. Em nhìn thì mình thấy là bé này rất là sâu sắc. Sâu sắc. Còn mà nhỏ mà như vậy là biết lắm. Cũng mong là cháu Trinh cố gắng học hành để sau này trưởng thành thì lúc đó có thể là lo được cho mẹ của mình nữa. Cái đó là điều mong mỏi nhất. Bây giờ có ba bà cháu thì cô thì một ngày lớn tuổi, sức khỏe thì càng kém nữa. Lúc đó thì cháu Trinh thì ngày một lớn, hôm nay 11 tuổi thì cũng 1-2 năm nữa thì bắt đầu trưởng thành rồi, giờ một lớn rồi. Bắt đầu cũng có cái suy nghĩ để mà tìm cái hướng là lo phụ cho bà ngoại nữa. Tối ngủ làm sao cô, là cô ngủ riêng rồi hai mẹ con ngủ riêng hay sao? Ngủ chung hết à? Dạ, ba bà cháu ngủ chung. Hồi đó giờ ngủ chung không có ngủ riêng. Ngủ giường phía trong đó. Ngủ chung hết à? Cô ngủ chung để mà cô chăm sóc đồ nữa đi ngủ nữa hơn nhé. Ngủ chung cứ mò rờ hoài, sợ nó yếu, sợ dạ. Nóng bất tử không hay, cứ thăm hoài. Dạ. Từ hồi đó giờ, từ nhỏ lớn, cứ không có rời hồi nào hết. Dạ. Ngủ cứ mò rờ, sợ nó nóng. Dạ, em hay bị nóng sốt rồi nó phải hồi mỗi lần hồi nhỏ nó nóng sốt lắm, bây giờ nay lớn đỡ rồi nó dạ. Thấy nó thí dụ như khi mà nó giờ nó cũng có hay viêm phế quản với lại có bao tử dạ. Khi nó ói nhiều khi nó không tiêu, nó ói nhiều khi nó ho dạ. Nằm không có yên, ngủ cũng không yên, anh cần biết. Có ngày ở nhà không cô, đi thì ở nhà nằm suốt chứ đâu có trên xe hả cô? À, ngồi dạ kìa. Dạ. Bị chập á, chập. Dạ. Xe này nó nặng quá, biểu ngồi xe đi ra vô chơi nó đi nặng muốn chết, xe này nặng quá à, đi không dạ, xe này cũng biết mạnh thường dân. Cho mạnh thường cho gia đình đó hả cô? Ừ. Dạ. Cho mà bị gì xe này mình đẩy. Dạ. Nó nặng, đi nó nặng. Chúc cho mẹ ăn nữa đi con. Mẹ ăn hết cơm không con? Hết rồi. Không, à. Bữa ăn á. Bữa ăn được 2 chén không cô? Em mộng quá. Ông bữa ăn ít hơn đó chút. À, tô cơm này chắc hai mẹ con ăn luôn quá à. Hôm nay mấy chú ở lại nhà con ăn cơm luôn ha. Có nấu cơm nhiều không? Có. Trời ơi, mấy chú đông lắm đó nghe. Mấy chú đến đây, đến nhà con thấy vui không con gái? Vậy vui ha. Con gái cố gắng học thật giỏi nghe con. Dạ. Bà ngoại đi bán ở nhà chăm sóc mẹ lớn thì cũng nhờ được, cũng đỡ anh Hải. Đúng rồi. Mà lo một cái là bây giờ là sức khỏe của cô ngày ngày càng đúng rồi, cô gần 70 tuổi rồi. Ủa vậy cô ơi, những ngày mà có khi nào mà cô đi bán mà cái ngày đó mà cô lỡ nhận vé số rồi mà bữa đó là bệnh đi, cô bệnh, cô đi không nổi mà cô phải dòm đi bán luôn. Không, đi bán luôn á, là đi đại làm như cho nó quên vậy, qua đi về. Nhưng mà cô cũng có người nhờ người phụ ít, yeah. Cô cũng đi chứ không phải trả hết được. Mẹ ăn no rồi, mẹ có nói là mẹ không ăn nữa không con? Có. Vậy đó hả? Vậy thì cũng con đỡ chứ, người kia không nói thì cái đúc hoài. Hình như là từ bây giờ em để ý là khi mà Mộng nói chuyện á, Mộng gồng lắm nha. Gồng mới nói được, gồng mới nói được. Cái tuần nghiệp ghê luôn. Được quá. Bởi vì sinh ra làm kiếp con người, ai cũng không muốn là trong nhiều con nhiều người khác á. Đúng rồi, có một cái chất khoản. Em không được may mắn như bao nhiêu người cả, số phận không may mắn rồi mà gặp thêm một cái hoàn cảnh gia đình nữa. Rồi thêm một cái là em kéo ra chưa có con, con nó ở chùa suốt
Dạ. Rồi cái về nhà đâu mấy bữa gì tôi lên chùa nữa. Chùa dạ. Thầy cũng lo đó. Dạ. Thầy kêu ở trở anh đi thầy lo cho mà thầy cũng đi tới lui về nhà cái lúc mà đương mần chùa cô cũng lo trở anh phụ mần ở trở anh. Dạ, đó là em mộng ý muốn đi chùa hả con? À, đi chùa lắm ạ. À. Dạ, giờ dạ. Cũng đi chùa dữ lắm. Ồ, vậy là tốt và cũng hướng Phật hả cô? Đi chùa đi dữ lắm ạ. À. Dạ. Đi chùa là đồ đi. Ăn ngon không cưng? Mỏng. Ngon hả? Ngon dữ không? Vui rồi đó. Giờ con gái đút cơm mà. Chia sẻ lại câu chuyện của cô phim thứ hai của chị hôm nay cũng có mạnh thường quân cũng hỗ trợ số tiền để giúp đỡ Hậu Giang sẽ đại diện quý mạnh thường quân là hai người cô bên Mỹ gửi cho là 100 đô và Hậu Giang sẽ qua trao cho gia đình ha. Đâu rồi. Dạ cô ơi, hôm nay mấy anh em con đến đây á, thì con cũng đại diện quý mạnh thường quân là cô Vi Lai ở Mỹ và còn một cô giấu tên ở Mỹ gửi về một hai cô người 50 đô là 100 đô là thành tiền Việt là 2 triệu rưỡi hả cô? Dạ. Dạ dạ. Cô nhận đi cô. Cô cảm ơn cô. Dạ cô Vi Lai với cô giấu tên ở bên Mỹ. Dạ. Cô xin cảm ơn cô Vi Lai ở bên Mỹ với cô. Dạ cô giấu tên. Tên. Dạ, dạ. Dạ rất là nhiều. Dạ. Giúp gia đình cô cảm ơn rất nhiều. Dạ. Tiền này để cô trang trải cuộc sống trong gia đình đó cô. Cô mua đồ ăn đồ. Nhiều khi bé Trinh nè có thèm cái gì đó cô mua cho cháu ăn. Dạ dạ cô, dạ cô ngồi đi cô. Cô ngồi đi cô. Cô ngồi đi cô. Cô ngồi đi cô. Cái gì mình thấy kỹ thôi thì cô cầm cái số tiền. Dù là số tiền cũng không quá lớn cho chị. Nhưng mà nhìn cái đôi mắt của cô có một cái gì đó mà cái nỗi vui mừng. Dạ. Rưng rưng mình từ giọt mắt thấy rất là rất là mừng của chúng chị. Nói chung là cái số tiền này là đối với cô là nó rất là lớn, lớn. Rất là lớn. Nghĩ cô đi bán kiếm dạ. 100 ngày đi tối ngày về còn không được chục nào. Dạ. Cô đi bán cái số thì có bữa cô nói cũng tiền lời thì thiếu lại cũng hết. Bấm lại. Dạ. Có khi về trả tiền cái số rồi nhưng cũng coi lại không còn chục nào. Dạ. Xin năm nào cũng có. Dạ. Ờ, cho mày không biết làm cả. Gì. Mẹ có hút ống hút được không con chắc không đâu hả? Uống nút đút không ạ? À? Hút được hả? Gì cũng đỡ. Mới mốt vô dân dặn nè. Con mới mốt rồi con đút nước cho mẹ uống á. Con nên để cho mẹ ống hút đi cho dễ hơn. Để nhiều khi con đút cho mẹ uống mà con đổ con lỡ hơi lỡ tay mẹ sặc nguy hiểm lắm. Có biết không? Là cho cái ly nhỏ con, chỉ cho ly nhỏ nha. Rồi cái điều thứ hai nữa con để ý nè, mấy chú dặn luôn nè. Ăn cơm khi lúc mà mẹ sặc là không có đút ngồi nữa. Để cho mẹ hết sặc đi. Ha, con nhớ nha. Cái đó là con không được quên nha con gái. Thương bé quá à. Cố gắng cho cháu học giỏi chứ bây giờ con phải cố gắng cho cháu học đầy đủ hết cô. Chứ giờ mà đừng nên để cho cháu là giữa trường thì rất là càng khó khăn sau này cho cháu nữa. Gia đình của cô là có bảo hiểm hộ nghèo không cô? Có. Dạ. Có bảo hiểm hộ nghèo, chắc người ta nói chắc rồi hộ nghèo suốt rồi. Dạ. Bây giờ cô là lao động chính trong gia đình này rồi thì cô lớn tuổi rồi. Mà thu nhập là chỉ có một mình cô rồi là phải nuôi hai mẹ con của em Mộng nè, bé cũng đi học nè. Rồi con nghĩ là cái dư thì chắc con nghĩ không có dư. Dạ. Ăn rồi từ ăn. Dạ. Hàng ngày gạo thì mua
mỗi ngày thì mua cứ 2-3 bữa mua 2 ký. Dạ. Bữa mua 2 ký. Mua lần gì đó hả cô? Mua lần được ký, tức ký. Có khi nào có đợt nào? Này bán ít, không có tiền thì mua ít. Dạ. Có đợt nào mà phương đồ hỗ trợ gạo được cho gia đình không cô? Có mà lâu lâu. Có dạ. Hồi trước thì có nhiều nhưng mà từ lúc nay mấy tháng này. Dạ. Nhiều khi không có ngay đợt các cô. Dạ. Lâu lâu thì có cho. Có mấy tháng nay thì ít. Vì cô là khó khăn gia đình quá. Này ở địa phương này ai cũng biết rồi. Vì dạ. mấy tháng này sợ thấy ai cũng khó khăn. Dạ. Mua bán gì cũng khó khăn cho nên rất khó. Tháng 7 chắc có. Tới rằm nữa đó. Dạ. Bé con của em Mộng là cũng rất cứ đi đâu chơi giống hả cô? Không đi, đi đâu hỏi mẹ nó, mẹ cho đi thì đi. Trời. Hỏi cô giờ cô cho, mẹ nó không cho là không đi. Vậy đó, con hiếu gì đó. Hỏi cô cho đi rồi cái hỏi mẹ mới hỏi mẹ cho đi, mẹ không cho đi là không đi. Con bây giờ chú mấy chú hỏi con nè. Cái mơ ước lớn nhất của con là điều gì? Mơ ước lớn nhất là được nuôi mẹ với bà ngoại ạ. Chú hỏi con nghe Trinh, khi mà con thấy mấy chú trao tiền cho bà ngoại đó, trong lòng con lúc này như thế nào con? Mừng cho ngoại gia đình đỡ khổ. Thì trong cái clip này con có đôi lời nào như là chia sẻ cho ông bà cô chú ở gần xa được biết cái suy nghĩ của mình không con? Con nói lớn lên nè. Anh tay lại cho con à, đúng rồi. Cảm ơn ông bà cô chú đã giúp đỡ. Cố gắng ngoan quá. Bây giờ con cố gắng con học thật giỏi này ha. Ngoan thì con không có phụ lòng rồi. Ông bà cô chú đã giúp cho con, giúp cho gia đình của con đúng không? Dạ. Cố gắng học cho thật giỏi ha. Dạ cô ơi, anh em con đến thăm cô đây thì anh em con cũng xin phép về. Dạ. Cô ăn cơm chưa? Cơm chưa, cô nấu sẵn đừng hồi đang cho ăn. Dạ dạ. Vì cô cô đi bán rồi cô mới về. Dạ dạ dạ. Vậy anh em xin chào cô nha cô. Dạ.